Vâng, thưa quý vị, gần đây có một số trường hợp tử tù sắp bị đưa đi thi hành án được giải oan. Đó là trường hợp của những người sau nhiều năm tháng phải ở tù dù không hề phạm trọng tội bị cáo buộc như ông Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thành Chấn, Hàn Đức Long. Luật sư Ngô Ngọc Trai, người theo đuổi vụ án Hàn Đức Long đến khi ông này được minh oan, nhận định nguyên nhân đầu tiên dẫn đến án oan. Tư pháp hiện nay nó còn mang nặng cái thuộc tính là buộc tội, nó thiếu cái cơ chế giúp cho cái bên gỡ tội. Nguyên nhân thứ hai theo vị luật sư này đưa ra là việc thực thi pháp luật trên thực tế còn có nhiều vấn đề do năng lực, trình độ nghiệp vụ còn hạn chế và sự công tâm khách quan của các cơ quan tư pháp. Thứ nhất là các cái cán bộ tư pháp là chạy theo cái thành tích, cho nên là họ phải buộc là phải tìm ra hung thủ, nếu không thì là cái việc thăng thưởng cán bộ và trách nhiệm ấy là họ sẽ bị ảnh hưởng. Mà vì những yếu tố như thế cho nên là dễ dẫn tới cái việc giải quyết các vụ án là nó còn dẫn ra là oan sai. Bổ sung cho ý kiến của luật sư Ngô Ngọc Trai, luật sư Nguyễn Hà Luân nói rằng: Bởi vì khi không xác định được sự thật của vụ án hoặc sự thật của vụ án đã bị bóp méo thì nhất định là sẽ dẫn đến oan. Quốc hội khóa 13 của Việt Nam đã thông qua 4 đạo luật liên quan đến tố tụng hình sự, gồm có Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật về hoạt động điều tra hình sự, Luật về tạm giam tạm giữ nhằm phục vụ cho mục tiêu cải cách tư pháp và giảm thiểu tình trạng án oan sai. Tuy nhiên, các đạo luật này đang bị tạm đình chỉ thi hành do có hơn 90 lỗi trong Bộ luật hình sự cần điều chỉnh. Theo đánh giá của luật sư Ngô Ngọc Trai, luật thi hành tạm giữ tạm giam ấy thì cũng đã cải thiện cái quyền của những người bị giam giữ cũng như là cái môi trường điều kiện cho những người bị giam giữ. Bởi vì lâu nay ấy, là cái môi trường giam giữ ở Việt Nam nó còn rất là khắc nghiệt vì chưa có bản án của pháp luật, nhưng mà những cái quyền về tự do dân chủ của họ gần như là bị tước đoạt. Luật sư Ngô Ngọc Trai nhắc lại, quy định tiến bộ hơn nhưng quan trọng nhất vẫn là việc thi hành trong thực tế. Tôi cho rằng ấy là cái vai trò của luật sư này, những người có cái tri thức thì có thể là giúp là truyền tải tới cộng đồng những cái điểm mới của cái nền tư pháp hình sự để người ta hiểu và thực hiện đúng cái quyền công dân của mình. Vẫn theo luật sư, đây nó là một cái quá trình đấu tranh pháp lý mà để rồi cuối cùng sau nhiều năm tháng theo đuổi thì luật sư bào chữa cùng với gia đình bị can bị cáo ấy, là đã buộc được các cơ quan tư pháp kia là buộc phải minh oan. Thưa quý vị, trong nền tư pháp hình sự tại Việt Nam, thuật ngữ án tại hồ sơ được biết tới rất phổ biến và có ảnh hưởng lớn đến phán quyết của quan tòa. Thế thực tế là các cái cơ quan điều tra người ta xoáy vào cái việc lấy lời khai trong quá trình giam giữ để tạo dựng cái hồ sơ để kết tội. Trong khi là cái lời khai ở đây thì chúng ta phải hiểu được rằng ấy, là nó phải đảm bảo ấy, nó chỉ có thể coi được là cái cơ sở căn cứ để giải quyết vụ án khi nó đảm bảo cái sự tự nguyện của bị can bị cáo, nó không bị bức cung nhục hình hay nó phải có cái sự thống nhất. Luật sư Nguyễn Hà Luân nêu ví dụ khi tòa án giải quyết vụ án ông Nguyễn Thành Chấn ở Bắc Giang như một điển hình tai hại của án tại hồ sơ gây oan khiên. Cho dù xét xử là sơ thẩm, xét xử lên đến phúc thẩm với những cái thẩm phán dày dạn kinh nghiệm, nhưng các vị thẩm phán đó cũng vẫn chỉ dựa vào hồ sơ mà không xem xét đến những cái chứng cứ khác. Theo mô hình tố tụng hình sự hiện tại, phần xét hỏi thường kéo dài và phần tranh luận tại phiên tòa có chất lượng kém do ảnh hưởng bởi tư duy của phía công tố, đại diện viện kiểm sát và hội đồng xét xử. Họ cũng thường nói một câu là giữ nguyên cái quan điểm của mình. Mà thậm chí có những cái trường hợp là họ không hề nêu ra được bất kỳ một cái quan điểm gì thì họ vẫn cứ nói rằng là họ giữ nguyên quan điểm. Và thêm một cái câu nói cuối cùng nữa là việc này là để dành cho hội đồng xét xử quyết định. Trong khi đó, luật sư Ngô Ngọc Trai cho rằng pháp luật nó cho phép là quá sau khi mà hồ sơ viện kiểm sát chuyển sang tòa án ấy, thì cho phép thẩm phán ấy, là nghiên cứu hồ sơ, và nếu mà thấy là hồ sơ vụ án chưa thấy đủ cơ sở căn cứ để kết tội thì được quyền trả lại hồ sơ vụ án để yêu cầu điều tra bổ sung. Chính vì những bất cập như vậy, các luật sư đều mong đợi sự thay đổi tích cực trong cải cách tư pháp tại Việt Nam, như nêu cao vai trò của luật sư, tôn trọng quyền con người và quan trọng là trong hoạt động tố tụng phải thể hiện đúng trách nhiệm tôn trọng sự thật của vụ án nhằm tránh oan sai. Hiện thân nhân của một số tử tù như Nguyễn Văn Trường và Hồ Duy Hải tại Long An lâu nay tiếp tục kêu gọi đến các cấp cao nhất của chính phủ và cả Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định người thân của họ
không hề phạm tội và còn trưng ra bằng chứng về thủ phạm. Kính mời quý vị và các bạn bấm nút đăng ký theo dõi ngay bên cạnh để nhận được cập nhật về tất cả các bản tin và phóng sự tại kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi các video của chúng tôi trên các phương tiện mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!